Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Chuỗi các hoạt động của chương trình nhằm kết nối các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua hoạt động của chương trình, các cơ quan đại diện của nước ngoài nắm được thông tin về thị trường, sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp, các sản phẩm đặc sản vùng miền. Chương trình được tổ chức cũng tạo điều kiện cho các nhà cung cấp, cơ sở sản xuất của địa phương và các nhà phân phối doanh nghiệp xuất khẩu gặp gỡ, tìm hiểu thông tin thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa, đưa sản phẩm và hệ thống phân phối phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. An Giang có diện tích tự nhiên 3.537 km2, đứng thứ tư so với 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1,9 triệu người. An Giang có tuyến biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài gần 100 km, hai cửa khẩu quốc tế là Tịnh Biên và Vĩnh Sương, hai cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, cùng hai cửa khẩu phụ là Bắc Đai và Vĩnh Gia, tạo nên dòng chảy liền mạch và là cửa ngõ giao thương biên giới thuận tiện cả đường thủy lẫn đường bộ giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia và các nước ASEAN. Thế mạnh kinh tế của An Giang là sản xuất lúa gạo, thủy sản, dịch vụ thương mại và du lịch. Trong đó lúa và cá là hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt hơn 280 triệu đô la Mỹ. Với nhiều tiềm năng và khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ, An Giang phấn đấu thực hiện quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phấn đấu đến năm 2027 hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, thể hiện vai trò thành viên hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long và làm cơ sở kết nối trong vùng, trung tâm đầu mối nông sản. Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 170 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, 42 nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn HACCP với công suất hơn 250.000 tấn thành phẩm một năm. Trong đó, gần 30 cơ sở được cấp giấy chứng nhận Code EU, chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Bên cạnh đó, chương trình OCOP cũng được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh. Đến nay, tỉnh có 50 chủ thể với 89 sản phẩm OCOP, trong đó có 62 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 27 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Thủy hải sản chế biến có mực, khô cá, nước mắm. Nông sản có hạt tiêu, hạt điều, cà phê, trái cây, củ hoài sơn, tinh bột nghệ, dưa lưới. Bạc Liêu. Bạc Liêu thuộc đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất phù sa thích hợp với việc phát triển nông nghiệp như trồng lúa, cây ăn trái với sản lượng lớn. Bạc Liêu có bờ biển dài 56 km, thích hợp việc sản xuất muối, nuôi trồng và khai thác hải sản. Vùng nước lợ rất thuận lợi để phát triển các mô hình sản xuất kết hợp như là lúa tôm, tôm cua cá, tôm càng xanh. Các mặt hàng chủ lực của tỉnh gồm gạo, thủy sản, muối, hàng thủ công mỹ nghệ. Trong đó, mặt hàng chủ lực về xuất khẩu là gạo và thủy sản. Thường xuyên được phù sa bồi đắp nên Bạc Liêu trở thành vùng đất trù phú với những đồng lúa mênh mông, những cánh đồng muối trắng ven biển hay những vườn cây trái sum suê. Đặc biệt, Bạc Liêu có loại nhãn da bò nổi tiếng. Bạc Liêu còn sở hữu diện tích vùng biển đến 40.000 km2. Đây là một ngư trường phong phú với 661 loại cá gồm 319 giống thuộc 138 họ. Trong đó, nhiều loại có trữ lượng và giá trị cao như cá hồng, cá sao, cá thu, cá chim, cá đường. Riêng họ tôm có đến 33 loài khác nhau. Bến Tre. Bến Tre được mệnh danh là xứ sở dừa của Việt Nam, với tổng diện tích dừa toàn tỉnh hơn 77.000 ha, chiếm hơn 1/3 diện tích dừa của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt bình quân hơn 250 triệu đô la Mỹ một năm. Sản lượng dừa hàng năm khoảng 550 triệu trái, là nguồn nguyên liệu đầu vào đa dạng cho ngành công nghiệp chế biến và sản xuất các sản phẩm từ dừa. Cây ăn trái, diện tích khoảng 26.459 ha với sản lượng 301.760 tấn, chủ yếu gồm chôm chôm, nhãn, trái có múi, sầu riêng, măng cụt. Cây giống và hoa kiểng. Toàn tỉnh có 33 làng nghề sản xuất giống hoa kiểng, trong đó làng nghề sản xuất cây giống hoa kiểng Cái Mơn lớn nhất Việt Nam được ghi nhận vào sách kỷ lục Việt Nam. Sản phẩm hoa kiểng được tiêu thụ khắp cả nước và xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp lớn chế biến thủy sản. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm nghêu, cá tra, tôm đông lạnh. Trong thời gian sắp tới, tỉnh quy hoạch 4.000 ha nuôi tôm tại các huyện biển
và tập trung mời gọi các dự án chế biến thủy sản công nghệ cao xuất khẩu. Bình Dương giáp thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu cả nước với 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 13.490 ha. Tính đến nay, Bình Dương đã thu hút 4.054 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 39,55 tỷ đô la Mỹ. Bình Dương hiện là thành viên của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF và được vinh danh vào top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu nhất trên thế giới. Với phương châm trải thảm đỏ thu hút đầu tư và trải chiếu hoa mời gọi nhân tài, Bình Dương mong muốn thời gian tới tiếp tục được hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các vùng đô thị thông minh, thịnh vượng trên toàn cầu, tạo nên một Bình Dương điểm đến đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Bình Phước là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển đa dạng các sản phẩm. Bình Phước đứng đầu cả nước về sản lượng hạt điều, tổng diện tích trồng điều của tỉnh là hơn 150.000 ha. Hạt điều Bình Phước có 3 dòng sản phẩm chính: hạt điều nhân trắng, hạt điều nhân chế biến sâu, tiêu biểu như hạt điều rang muối, phủ wasabi, mật ong, nước cốt dừa và dầu vỏ hạt điều. Bình Phước có thế mạnh trong lĩnh vực chế biến lâm sản như sản xuất giấy, ván MDF, đồ gỗ xuất khẩu, đã từng bước khẳng định vị trí và góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hiện tại, Bình Phước có diện tích trồng cây cao su lên đến 212.607 ha. Mặt hàng cao su xuất khẩu chủ yếu là cao su tổng hợp, cao su thiên nhiên, cao su hỗn hợp, được xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Tổng diện tích trồng tiêu của Bình Phước là hơn 15.000 ha. Hồ tiêu là một trong những cây công nghiệp chủ yếu của tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, Bình Phước còn có sản phẩm cà phê, các loại trái cây, các sản phẩm rau quả sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn hữu cơ. Cà Mau nằm ven biển cực Nam của Việt Nam với ba mặt tiếp giáp biển. Cà Mau là một trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, thềm lục địa rộng lớn cùng nguồn nhân lực dồi dào đã tạo ra cho Cà Mau nhiều lợi thế như kinh tế biển, khai thác và chế biến thủy sản. Sở hữu chiều dài bờ biển 254 km, diện tích ngư trường 71.000 km2, thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cà Mau. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 302.288 ha. Tổng sản lượng thủy sản khai thác 237.535 tấn. Tổng sản lượng tôm khai thác và nuôi trồng 210.075 tấn. Toàn tỉnh hiện nay có 19.000 ha tôm rừng được chứng nhận quốc tế theo tiêu chuẩn Natureland, EU, Biosus, ASC, BAP và Vietgap. Ngoài sản phẩm thủy sản, Việt Nam đã thành công trong nỗ lực xây dựng thương hiệu gạo sạch. Tỉnh đã hình thành nên những vùng sản xuất lúa rộng lớn, mang tính bền vững, tạo ra lượng hàng hóa xuất khẩu. Điển hình là sản phẩm gạo hữu cơ đạt chứng nhận của Mỹ và châu Âu. Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ là đô thị loại 1, trực thuộc Trung ương, có vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, có sức lan tỏa về kinh tế và là cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong. Thành phố Cần Thơ đang từng bước khẳng định được vai trò và vị thế là đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhất là tài nguyên đất và nước. Trên cơ sở những lợi thế và kết quả đạt được, ngành công thương đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng phát triển. Trong đó, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn đến đầu tư và kinh doanh tại Cần Thơ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về công nghiệp, năng lượng và thương mại. Cần Thơ đặt mục tiêu phát triển theo hướng chất lượng, đa dạng và mở rộng các dịch vụ mới có tiềm năng, có giá trị gia tăng lớn, khuyến khích liên kết giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối. Ngành công thương đang nỗ lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đồng Nai. Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có diện tích gần 6.000 km2, có lợi thế về vị trí địa lý kinh tế, là cửa ngõ phía đông bắc của thành phố Hồ Chí Minh, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa với thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Đồng Nai có trên 287.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 7.600 ha nuôi trồng thủy sản, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với việc sản xuất nhiều loại nông sản khác nhau, đặc biệt là cây công nghiệp, cây ăn trái nhiệt đới có giá trị kinh tế. Các loại cây trồng trong tỉnh khá đa dạng và phong phú, có nhiều loại có quy mô lớn, chất lượng cao, nổi tiếng cả nước.
năm 2022, Đồng Nai có 58 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, với 40 chủ thể được công nhận đạt sao OCOP. Trong đó có 17 sản phẩm đạt 4 sao và 41 sản phẩm đạt 3 sao. Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, tỉnh đẩy mạnh việc tổ chức các hội chợ sản phẩm OCOP Đồng Nai, kết nối cung cầu, phát triển bán hàng qua hệ thống thương mại điện tử. Đồng Tháp là tỉnh duy nhất có địa bàn nằm ở hai bờ sông Tiền, giáp Campuchia với 4 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, diện tích tỉnh 3.374 km2, dân số gần 1,7 triệu người. Nằm trong vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực phẩm của cả nước, đứng thứ 3 cả nước về tổng sản lượng lúa với trên 3,07 triệu tấn một năm. Sản lượng lúa hàng hóa trên 2 triệu tấn, thủy sản được coi là thế mạnh thứ hai sau cây lúa, xoài đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng và diện tích trồng với thương hiệu xoài cát Chu Cao Lãnh và xoài Cao Lãnh. Đồng Tháp hiện là tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng cá tra xuất khẩu. Từ năm 2008, Đồng Tháp luôn đứng trong top đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh PCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các mô hình nổi bật như cà phê doanh nghiệp, hội quán. Đây là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng Tháp, tiềm năng của chúng tôi, cơ hội của bạn, sẵn lòng chào đón những nhà đầu tư, kinh doanh từ khắp nơi muốn chinh phục và gắn bó cùng khát vọng phát triển trên vùng đất sen hồng. Hậu Giang. Sau 18 năm phát triển, Hậu Giang đã có vị thế mới trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và có những bước phát triển mạnh mẽ. Ngành công thương Hậu Giang những năm gần đây đã đạt được những thành quả nhất định, xứng tầm với các tỉnh trong khu vực. Hiện nay, tỉnh có trên 200 doanh nghiệp và 4.644 cơ sở hoạt động chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng cao so với mức tăng chung của cả tỉnh. Với 105 sản phẩm đạt danh hiệu OCOP 3 sao và 4 sao như cá thắt lát, trà mãng cầu xiêm, khóm, rượu, trà khổ qua, sữa dê, chanh không hạt, cam, bưởi, mật ong, lúa, gạo, xoài, kẹo, lươn, gốc, mắm đồng, lạp xưởng, đông trùng hạ thảo, nước mắm, bánh tráng. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ với 48 đơn vị đăng ký tham gia gồm 6 công ty, 10 hợp tác xã, 32 cơ sở, hộ kinh doanh từ chương trình mỗi xã một sản phẩm, mở ra cánh cửa hội nhập đưa nông sản Hậu Giang vươn tầm khu vực. Kiên Giang. Kiên Giang có đường bờ biển dài hơn 200 km và trên 145 hòn đảo lớn nhỏ, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng để phát triển kinh tế. Nước mắm với lịch sử trên 200 năm phát triển, hàng năm các cơ sở sản xuất tại Phú Quốc cung cấp ra thị trường 20 đến 30 triệu lít nước mắm từ 25 độ đạm trở lên, xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới và được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại 28 nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Gạo, diện tích trồng lúa của cả tỉnh đạt hơn 700.000 ha. Trong đó có hơn 60.000 ha sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, chuyên canh, theo quy trình Việt Gáp. Sản lượng hàng năm đạt khoảng 5 triệu tấn một năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn trên thế giới. Thủy hải sản. Với ngư trường đánh bắt rộng 63.290 km2, giàu tiềm năng với nguồn tài nguyên đa dạng, kinh tế thủy sản là thế mạnh của tỉnh. Năm 2022, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 524.000 tấn, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 320.000 tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Long An là cửa ngõ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ. Với sự phát triển đồng bộ của cả nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại, thời gian qua Long An đã vươn lên đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiêu chí như quy mô nền kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thu ngân sách, kinh ngạch xuất nhập khẩu. Ngoài thế mạnh là công nghiệp, Long An còn nhiều sản phẩm đặc trưng như rượu Đế Gò Đen, gạo Nàng Thơm Chợ Đào, thanh long, chanh không hạt, chuối phô la, khoai mỡ Bến Kè, bánh tráng trộn. Nhiều sản phẩm đã làm nên thương hiệu và có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường. Trong định hướng phát triển, Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sóc Trăng. Sóc Trăng là tỉnh nằm ở hạ lưu sông Hậu với diện tích trên 3.300 km2, mảnh đất giàu tiềm năng và lợi thế, là nơi có ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sinh sống, đoàn kết gắn bó lâu đời. Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Tận dụng lợi thế có sẵn, gắn với các làng nghề truyền thống, người dân Sóc Trăng đã sản xuất ra nhiều sản phẩm nổi tiếng có thương hiệu đem lại giá trị kinh tế cao như bánh pía, lạp xưởng, mè láo, lúa gạo đặc sản, tôm đông lạnh. Các loại cây ăn trái đặc sản như bưởi da xanh, bưởi năm roi, cam xoàn, cam sành, nhãn tím, nhãn xuồng, hành tím, vú sữa và các loại thực phẩm đặc sản khác như khô trâu,
trà mãng cầu, nấm linh chi, mật ong xanh. Đặc biệt là dòng gạo ST24 được vinh danh gạo ngon top 3 thế giới năm 2018 tại Macau, Trung Quốc. Gạo ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại Manila, Philippines. Tây Ninh, với 240 km biên giới với Vương quốc Campuchia, có hai cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Sa Mát, hai cửa khẩu chính và 12 cửa khẩu phụ. Với khí hậu tương đối ôn hòa, Tây Ninh ít chịu ảnh hưởng của lũ bão, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đa dạng, nông nghiệp công nghệ cao, trồng các loại cây công nghiệp, ăn quả, dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm trên quy mô lớn. Đặc biệt, Tây Ninh rất thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp chế biến từ nông sản gắn với vùng nguyên liệu từ cây mía, mì, cao su, hạt điều, đậu phộng. Tây Ninh hiện có nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp như bánh tráng các loại, mãng cầu, na, muối tôm, muối ớt, trà túi lọc, dế sấy, nước mắm cà cuống, bầu khổ lô trang trí. Tiền Giang. Tỉnh Tiền Giang có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy thông suốt, hiện đại. Tiền Giang thuận lợi kết nối các vùng miền, phát triển dịch vụ logistics. Tổng diện tích hơn 2.360 km2, Tiền Giang có 3 vùng kinh tế trọng điểm, mang đậm dấu ấn riêng về phát triển kinh tế với các sản phẩm truyền thống chủ lực đặc trưng độc đáo. Tiền Giang là tỉnh có lợi thế phát triển các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu nông sản, đã không những gia tăng thu nhập cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động, mà còn góp phần đắc lực trong việc tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị nông sản theo đúng chủ trương xây dựng mỗi xã một sản phẩm, hay còn gọi là sản phẩm ô cốp. Đặc biệt, với lợi thế phát triển các sản phẩm ô cốp và công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo nhiều thương hiệu uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế, nhất là phục vụ tốt cho cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung vào các mục tiêu xây dựng thành phố thành đô thị thông minh, phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết nối hạ tầng nhằm tạo môi trường điều kiện tốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, mở rộng không gian kết nối với các địa phương trong vùng. Để giữ vững vai trò đầu tàu phát triển ngành công thương, thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, thường xuyên tổ chức triển khai các chương trình tiêu thụ hàng hóa tại thị trường nội địa thông qua các kênh thương mại điện tử, khuyến khích doanh nghiệp tận dụng cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu khi hiệp định thương mại tự do như EVFTA, RCEP có hiệu lực, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng mẫu mã sản phẩm, ưu tiên công nghệ sạch, phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, mở các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh nằm ở phía đông nam đồng bằng sông Cửu Long. Với nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Các mặt hàng chiến lược của tỉnh như thủy sản, tôm sú, tôm thẻ được triển khai nuôi theo hướng công nghệ cao, lúa, cây ăn trái sản xuất theo hướng hữu cơ. Rau màu sản xuất trong nhà kín, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông thủy sản ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất tốt, gáp đang ngày càng tăng cao, nhiều sản phẩm được cấp mã số vùng trồng. Đến nay, toàn tỉnh có 184 sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm ô cốp, trong đó 9 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 38 sản phẩm 4 sao, 137 sản phẩm 3 sao của 118 chủ thể, 72 hộ doanh nghiệp, 20 công ty, 5 doanh nghiệp, 19 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác. Hiện nay, Trà Vinh đang đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng sản phẩm, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Vĩnh Long. Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, khí hậu ôn hòa quanh năm, phù sa bồi đắp đất đai màu mỡ, đã hình thành nhiều vùng chuyên canh nông sản chất lượng như bưởi Nam Roi Mỹ Hòa, cam sành Tam Bình, sầu riêng Ri 6. Ngoài thế mạnh là nông sản, Vĩnh Long có hơn 120 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 98 sản phẩm ô cốp đặc trưng như cơm sấy Nhật Quỳnh, bánh phồng khoai lang Nhật Ngọc, mứt vỏ bưởi Vân Phượng. Ngày nay, Vĩnh Long đang đứng trước cơ hội mới từ những chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long. Cao tốc Trung Lương Vĩnh Thuận sẽ rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh về Vĩnh Long chỉ hơn 1 giờ ô tô. Thiên nhiên hữu tình, cư dân thân thiện, người lao động định hình tác phong công nghiệp, Vĩnh Long đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội hợp tác và khai thác các tiềm năng thế mạnh.